Không khí đón Giáng sinh trên địa bàn huyện Long Điền cũng không kém phần sôi động. Tại giáo xứ Hải Lâm, xã Phước Hưng, Long Điền, ngay từ chiều sớm đã có hàng trăm người đến dự lễ cầu nguyện. Không chỉ có giáo dân mà đông đảo các tầng lớp nhân dân cũng đến đây để chung vui, để chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ sắc màu, qua đó chúc tụng nhau những điều tốt đẹp. Mình thích vui, rồi thích cái mùa Giáng sinh nó ấm áp, nó vui tươi, nó đưa lại cho mình một cái sự yên lành, yên tĩnh. Năm nay là quá vui, quá đẹp. Cái không khí vừa là thời tiết nó không có lạnh, rồi không có nóng, mà thời tiết nó ấm áp. Chúc cho tất cả mọi người trên thế gian này đều được an lành và hạnh phúc. Anh không phải là người Công giáo ở đây mà theo đạo Phật, mà nhiệt tình là vui, là đi theo nhạc là đi tỳ kheo coi diễu hành rồi đó. Năm nào cũng như năm nấy là tổ chức là được hoành tráng là được rồi. Đón Giáng sinh năm nay, người dân huyện Long Điền hân hoan, hứng khởi hơn khi các chỉ tiêu về kinh tế xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đây là điều kiện thuận lợi cho người dân nâng cao mức thụ hưởng các nhu cầu về văn hóa, giải trí, tinh thần. Nền kinh tế ở cái xã Phước Tỉnh này thì cũng tương đối là ổn định. Đấy, cho nên là cuộc sống giáo dân nó phải phấn khởi lên. Để mà mình mừng Chúa Giáng sinh và cái lời cầu nguyện, cầu chúc cho toàn thể thế giới, những người Công giáo và tất cả ngoại giáo, cầu chúc cho mọi người được bình an, an lành. Và năm nay chúng tôi nhận thấy bà con giáo dân không phân biệt nương giáo đã tấp nập và đón mừng Giáng sinh rất là long trọng và vui vẻ. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Giáng sinh, lực lượng cảnh sát giao thông, công an, quân sự các địa phương trên địa bàn huyện Long Điền đã lập chốt gần các khu nhà thờ để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Tình hình Noel năm nay thì bà con là dự lễ cũng đông hơn năm ngoái. Nói chung là ổn định hơn và cũng không có nhiều cái mà phức tạp như những năm khác. Không khí đón Giáng sinh tại các xứ đạo khác trên địa bàn tỉnh cũng nhộn nhịp không kém. Không quen biết nhau, nhưng người người đều nở nụ cười trên môi và cùng chúc nhau an lành hạnh phúc. Nhờ có sự chủ động và tích cực trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, mà nhân dân trong tỉnh đã có được một đêm Giáng sinh ấm áp, an lành.